Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2020. Chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý như sau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, Sở Lao động, động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài ở phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Bài ở phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc tại đây đại diện lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh an giang đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe cuộc sống thường ngày của mẹ và mong muốn mẹ luôn mạnh khỏe sống vui vẻ để các thế hệ con cháu được phụng dưỡng đền đáp công lao của mẹ trong những năm qua bằng tình cảm và trách nhiệm với nghĩa cử và truyền thống cao đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam các cơ quan ban ngành đoàn thể thành phố châu đốc đã vận động cán bộ công nhân viên chức và đoàn viên thanh niên chung tay đóng góp nhận phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng tạ thị bài những việc làm này còn có ý nghĩa giáo dục cho lớp trẻ thành phố châu đốc hôm nay về một thời oanh liệt của đất nước về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Ngày 21 tháng 7, đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc, dẫn đầu đoàn đến thăm tặng quà các gia đình có công, thương binh liệt sĩ trên địa bàn phường Châu Phú A, phường Châu Phú B, phường Vĩnh Quân và phường Núi Sam. Nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Tại các nơi đánh thăm, đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc, thay mặt lãnh đạo thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn Trước sự hy sinh to lớn của các gia đình chính sách, người có công trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và phấn khởi khi thấy người có công, gia đình chính sách đều có cuộc sống ổn định và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách phát triển sản xuất. Cũng trong ngày 21 tháng 7, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân thành phố, dẫn đầu đoàn đến thăm tặng quà gia đình thương binh liệt sĩ phường Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Tế. Tại các nơi đến thăm, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc, đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe các gia đình liệt sĩ các thương bệnh binh, đồng thời cũng biểu dương các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu giành lại độc lập hòa bình cho đất nước. Chứng kiến sự vui vẻ no ấm của các gia đình, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang phát triển và mong rằng các gia đình chính sách, người có công sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Sống vui, sống khỏe, sống có ích và cũng là tấm gương sáng trong gia đình, dòng họ và cho con cháu học tập noi theo. Các gia đình chính sách, người có công và các thương bệnh binh cũng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng phát triển giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ huy quân sự thành phố cho Đốc tổ chức ngày pháp luật tháng 7 năm 2020 cho cán bộ sĩ quan, quân dân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trên địa bàn thành phố. Dịp này các cán bộ chiến sĩ được nghe phổ biến về luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật dự bị động viên năm 2019, qua đó nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật hàng tháng cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương nắm rõ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó coi thức hơn trong việc thực hiện pháp luật cũng như kỷ luật quân đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban thường vụ Thành đoàn Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho các bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Tại hội nghị, đồng chí Quỳnh Duy Thanh, Bí thư Thành đoàn Châu Đốc đã truyền đạt nội dung của hai chuyên đề năm 2020, gồm chuyên đề dành cho cán bộ đoàn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chuyên đề dành cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn giới tu dưỡng đạo đức suốt đời. Theo đó, các bộ đoàn cần phải tích cực chủ động sáng tạo, tham gia xây dựng đoàn vững mạnh tích cực nghiên cứu đề xuất giải pháp đổi mới nội dung phương thức để tập hợp đoàn kết thanh niên cần xây dựng phương pháp làm việc dân chủ khoa học sáng tạo gương mẫu tận tụy gần gũi gắn bó mật thiết với thanh niên từ đó tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam trong thời kỳ mới tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức khai giảng lớp đối tượng phát triển đảng khóa 1 năm 2020 cho 92 học viên là đoàn viên thanh niên ưu tú thuộc chính đảng quỹ, 13 chi bộ cơ sở trên địa bàn thành phố. Đến tham dự có đồng chí Trần Thị Tú Huyền, trưởng ban tổ chức thành ủy Châu Đốc. Trong thời gian 10 ngày từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, các học viên được học tập 5 chuyên đề, gồm cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội khái quát lịch sử đảng cộng sản việt nam nội dung cơ bản của điều lệ đảng cộng sản việt nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh phấn đấu trở thành đảng viên của đảng cộng sản việt nam thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nâng cao hiểu biết về đảng cộng sản việt nam thành tựu của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng đường lối chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước từ đó xác định được vai trò trách nhiệm của mình tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 21 tháng 7, Đảng quỹ xã Vinh Tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích lúa gieo trồng là 5.068,5 hecta thực hiện hiệu quả hai mô hình, ứng dụng hệ thống tưới phun trên cây xoài và sản xuất lúa giống OM5451. Đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng dự án tuyến đường tỉnh lộ 95A và dự án đường dân sinh. Tiếp tục hỗ trợ đơn vị thi công thực hiện đào vét kênh 3 nhịp và kênh 10, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên 3,4 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch. Các lĩnh vực văn quá xã hội tiếp tục được quan tâm, qua đó đã xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 380 triệu đồng mở 11 lớp đào tạo nghề lao động nông thôn cho 330 học viên, cấp phát cho 416 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền 427 triệu 500 ngàn đồng. Đồng thời, cấp phát cho 416 đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền 427 triệu 500 ngàn đồng. Đồng thời, xã Dinh Tế tiếp tục duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới và đến nay xã đạt 14 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thường xuyên tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện công tác an ninh trật tự trên địa bàn ổn định công tác xây dựng đảng tiếp tục được củng cố quán triệt triển khai kịp thời các chỉ thị nghị quyết chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân sau tháng cuối năm 2020, xã Dinh Tế tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên mới, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên lượng du khách đến mua sắm trên địa bàn phường Châu Phú A đã giảm so với cùng kỳ. Lượng hàng quá thiết yếu tại chợ đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giá cả thị trường được tăng cường giám sát chặt chẽ, bình ổn giá. Bên cạnh đó, tổ quản lý chợ còn thường xuyên phối hợp với tổ trật tự đô thị, công an phường duy trì công tác đảm bảo trật tự tại chợ trung tâm, đảm bảo an toàn cho khách hàng đến mua sắm. Qua đó đề xuất xử lý 27 hộ cơi nới chỗ bán Đồng thời, Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A cũng triển khai thực hiện các dự án đã được Quỹ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên địa bàn phường, như dự án kè chống sạt lở Châu Đốc, mở rộng chợ cá đạt tổng khối lượng ước đạt là 55%, dự án nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đề bào ngăn lũ dùng tứ giác Long Xuyên, đoạn từ cửa khẩu tỉnh Biên, phân đoạn phường Châu Phú A. Những tháng cuối năm 2020, phường Châu Phú A tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các hộ tiểu thương đa dạng hóa các mặt hàng sản phẩm thu hút khách du lịch, duy trì đạt chuẩn chợ trật tự an toàn vệ sinh và chợ văn minh thương mại, đồng thời di dời các hộ kinh doanh trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Công Thành, Đống Đa, Phan Đình Phùng, Chi Lăng, Bạch Đằng vào chợ mới sau khi hoàn thành phối hợp cùng với đội quản lý trật tự đô thị thành phố châu đốc tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn phường kịp thời phát hiện ngăn chặn những trường hợp vi phạm duy trì hoạt động của tổ trật tự tiếp tục thực hiện kế hoạch số 12 về thực hiện tuyến đường không rác kế hoạch số 57 về sử dụng vỉa hè và lập lại trật tự lòng lề đường dẫn động tuyên truyền các hộ dân về duy trì thực hiện tuyến phố văn minh phường văn minh đô thị Trong 6 tháng đầu năm 2020, phường Châu Phú A đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa đông xuân với tổng diện tích là 217,7 hecta năng suất bình quân là 7 tấn trên 1 hecta giá lúa bình quân là 5.700 đồng trên 1 ký. Vụ hè thu năm 2020, nông dân phường Châu Phú A đã xuống giống được 217,3 hecta Đến nay, lúa được hơn 63 ngày tuổi, lúa đang phát triển tốt, diện tích còn lại là 0,4 hecta Nông dân chuyển đổi cây trồng từ lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Trong thời gian tới, nông dân phường Châu Phú A sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh, khuyến khích bà con nông dân sử dụng các loại giống lúa chất lượng cao, nâng chất lượng sản phẩm đầu ra. Khi mùa mưa đến, môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho mũi sinh sôi nảy nở. Đây chính là thời điểm dịch sốt xuất huyết tăng cao nhất một số bệnh truyền nhiễm do mũi dằn gây ra như sốt rét, Zika cũng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, người dân tại nhiều địa phương vẫn chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 40 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, phường Núi Sam là địa phương có số ca mắc cao nhất thành phố, 19 ca sốt xuất huyết. Cùng với đó, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các địa phương xử lý 21 ổ dịch và tăng cường tuyên truyền cho người dân về mối nguy hiểm của mũi đặc biệt là vào mùa mưa. Từ đó nâng cao ý thức về tầm quan trọng của việc phòng tránh mũi đốt, tổ chức phát động chiến dịch để khuyến khích và hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng tránh mũi và các bệnh về mũi như sốt xuất huyết, virus Zika một cách an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố cho Đốc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.